Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Huy Trung Auto. Hôm nay bên em lên sóng trên một mẫu xe đầu năm 2024 nha anh em. Đấy. Chúc anh em một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha. À, hôm nay bên em lên sóng là một mẫu xe rực rỡ luôn. Đỏ chót rực rỡ luôn nha anh em. Con này là Hyundai Accent. Đời xuất 2011 nha anh em. À, xe thì cực kỳ đẹp, không lỗi lầm gì hết nha anh em. Anh em mua về có đi thôi, xe biển Huế chính chủ nha anh em. À, xe lên rất là nhiều đồ chơi rồi nha, lên đèn bi, màn hình Android, cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ hết, một cái nước sơn màu đỏ rất là cháy luôn, rất là thích hợp cho anh em nào xin mạng hỏa nha anh em. Mạng hỏa thì rất là hợp với màu đỏ nha. Đấy, mạng hỏa là mạng thổ cũng rất là hợp màu đỏ. Xe thì rất là bóng bẩy đẹp nha anh em, không đông đụng, không ngập nước, số tự động nha anh em, giá tiền thì rất là hợp lý, máy 1.4 thôi đó, cực kỳ hợp lý luôn, cảm biến lùi đầy đủ. Nói chung anh em mình mua về xe về có đổ xăng đi thôi, đầu năm thì em cũng để cho anh em một cái mức giá thì nó cực kỳ là hợp lý luôn nha anh em. À, sơn xi màu đỏ, khám đăng kiểm thì còn rất là dài. À, xe chính chủ này là anh em yên tâm về vấn đề mà sang tên làm đụng mặt nước ha. À, 8 tháng 9 này 2024 này. À, ốp carbon, nút gương carbon, tích hợp xi nhan gương đầy đủ anh em. Nói chung con này chạy rất là êm ái nha anh em, gầm bệ em kiểm tra hết rồi, chạy êm ái cực kỳ, đi ngon, hợp lý nha anh em. Đèn đối phía trước anh em sẽ thấy này, đèn bi nha anh em, lên đèn bi siêu sáng rồi, đi ban đêm thì đẹp cực kỳ, sáng cực kỳ ha. Xe thì em mua trước Tết rồi, nhưng mà em để cho nhân viên em đi Tết. Đó, hôm nay dọn dẹp sạch sẽ xong để lại cho anh em 258 triệu nha anh em. Đấy. Nhưng mà hôm nay bên em giảm cho anh em còn 248 triệu thôi. Đấy, bớt cho anh em 10 triệu lọc lá nha anh em. Đấy, còn 248 thôi. Một mức giá hợp lý đầu năm cho anh em. Lợi nhuận siêu ít luôn. Đấy. Nội thất bên trong thì rất là đẹp, nội thất bên trong ghế này, bọc da hết rồi. Da màu đỏ bọc hết rồi. Tapi tắp lô đẹp, bốn kính chỉnh điện hoạt động tốt, cột kèo chỉ nguyên bản theo xe anh em ha. Cam kết anh em mà không đông đụng, không ngập nước, hộp số tự động. Cam kết không lỗi máy, lỗi số. Đấy. Cam kết với anh em mình không lỗi máy, lỗi số anh em ha. Đó. Thức bên trong rất là đẹp này. Ừ. Màn hình Android rồi hết đầy đủ hết anh em. Đấy. Hộp số tự động anh em, nói chung xe rất là ok. Ừ. Xe bên em bán có bảo hành cho anh em đầy đủ, nên yên tâm. Ừ. Cứ nẻo tập bi tập lô chỉ điện theo xe. Xe thì có sơn lại nha em, sơn lại đỏ tươi nha. Đó. Nguyên bản của nó đỏ mận á, nhưng mà chủ người ta thích là sơn lại đỏ tươi rồi. Đó. Đó. Máy móc nhất có thể nổ thôi em, khoảng đồng hồ rồi vẫn còn rất là đẹp anh em thấy không? Chạy 180.000 cây rồi, 179, 180.000 cây rồi. Đó. Bật flash lên cho đèn, đèn nội thất nó đẹp anh em ha. Máy móc nổ thì thầm. Của cái da này người ta bọc cũng hơi lâu, nó hơi bạc màu này. Đấy. Hôm nay là mua em sẽ hỗ trợ bọc da lại cho anh em nha. Đấy. Anh em thích bọc cái gì em sẽ bọc lại hỗ trợ cho anh em cái đó. Đầu năm anh em may mắn nhanh nhẹn là được ha. Đấy. Sẽ hỗ trợ anh em hết mình về những cái vấn đề của xe. Đấy. Chỉ mong là anh em may mắn nhanh nhẹn thôi là em vui rồi. Đèn đốt đầy đủ anh em ơi, mở cửa là đèn hai bên sáng hết này. Trần bọc 5D rồi hết rồi. Theo xe, gương kính chỉnh điện này hoạt động tốt nha anh em. Dán phim cách nhiệt quanh xe rồi. Dán phim cách nhiệt xịn quanh xe rồi. Nói chung con này thì chủ xe người ta rất là đầu tư, người ta đi gia đình, không có chạy dịch vụ. Là đầu tư rất là kỹ càng. Màn hình Android, cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ anh em ha. Số thì vào rất là nhẹ nhàng, hộp số tự động vào rất là nhẹ nhàng. DRVN đầy đủ nhẹ nhàng anh em ha. À, trong đây là cần số rin của nó mà người ta bọc lại này. À, còn số riêng của nó rất là đẹp ha, nhưng mà người ta bọc cái da lại cho nhìn cho nó sạch sẽ anh em. Ừ, ok luôn. Màn hình Android có cam lùi, cam hành trình đều đầy đủ anh em. Tắt cái đèn cho anh em dễ thấy này, đấy, cam hành trình được sắc nét rõ ràng anh em ha. À, phát lại này. Nó chạy ngoài đường anh em. Xe đang chạy ngoài đường này. Anh em thấy không? Đó. Phát lại đầy đủ anh em ha. Xe đang đi ngoài đường này anh em thấy không? Ok hết nha. Màn hình cảm biến, cảm ứng mượt mà lắm anh em. Đấy. Đó. Xe đang đi ngoài đường này anh em thấy không? Hợp lý cực kỳ ha. Màn hình Android rất là xịn nha anh em, có cảm biến lùi đồ đầy đủ lên đây luôn, thích hợp đầy đủ coi YouTube, việc map dẫn đường, báo tốc độ, không thiếu thứ gì. Điều hòa máy lạnh là lạnh sâu, lạnh buốt nha anh em.
lạnh tê luôn. Đó. Vô lăng là đẹp hết nha anh em, đó, vô lăng này anh em thấy không? Đẹp cực kỳ luôn. Tay lái trợ lực điện nha anh em, tay lái trợ lực điện rất là nhẹ nhàng anh em ha. Nói chung xe ok hết nha anh em, tắp bi tắp lô đẹp hết, nói chung không có lỗi làm gì hết anh em yên tâm. Mua về cứ đổ xăng là đi thôi. Đó, còn xe anh em mua ở gần thì em sẽ cam kết máy móc bảo hành cho anh em. Ở xa thì em sẽ cam kết anh em không đâm đụng, không ngập nước nha anh em. Còn sơn có cho sơn lại anh em, bởi vì màu nguyên bản của nó không thể đẹp như thế được, màu nguyên bản của nó bầm lắm, nó không có tươi nó đẹp như này. À, anh chủ này rất là trẻ, à, tức là thích màu đỏ tươi nên là sơn lại màu đỏ tươi nhìn cho nó rực rỡ anh em ha. Nội thất cũng vậy, anh chủ rất là hợp màu đỏ, anh chủ sinh năm 94 thôi anh em, rất là trẻ tuổi thôi nhưng mà rất là thích hợp màu đỏ nên là nội thất anh đều phối tông đỏ. Đấy. Khi mà em mua xe này, xe em mua chính chủ nha anh em, này mua chính chủ. Khi mà em mua xe này, anh chủ có chia sẻ em là khi mà anh mua chiếc xe này là mà rất là may mắn. Đấy. Giờ anh đổ xe đời mới rồi nè. Đó là một con Kia K5 rồi, cũng màu đỏ luôn nha em. Người ta rất là hợp phong thủy với màu đỏ. Cột kèo chỉ theo xe là còn nguyên si nè. Cam kết anh em mình không đâm đụng, không ngập nước à. Anh em có thể vào xem xe dẫn thợ theo hoặc là em ra gara kiểm tra các kiểu ok thì mua nha anh em. Đầu năm em bán cho anh em cực kỳ hợp lý, 248 triệu thôi. Cốt kiết rồi ở đây. Dưới đây thì nó hơi dơ, em sẽ cho nó anh em vệ sinh nó sơn lại cái cốt này cho anh em nha. Cốt dưới đây thì người ta bỏ đồ mà. Nó này nó hơi dơ tí. Những cái biển số nó hơi rùng này. Ngoài ra xe thì đẹp anh em, sơn si đẹp, Honda Accent. Dòng này thì nó lành cực kỳ luôn. Lành tính cực kỳ, không có gì hỏng vặt, không hư vặt luôn em, lành lắm. Dòng này người ta đi dịch vụ người ta kiếm tiền mà nè. Nên là nó lành tính cực kỳ, phù hợp với kinh tế lắm. Anh em nào mà có điều kiện kinh tế thấp, mua con này về đi thì không phải sợ hư vặt, hỏng vặt sửa chữa nha. Máy móc rất là lành, bền bỉ cực kỳ, chạy nhẹ nhàng êm ái nè. Ủa ơi, mở máy đi. Số tự động nhảy nhẹ nhàng lắm nè. Sàn có sàn 5D rồi hết rồi nè. Cột kèo chỉ là nguyên bản nha anh em, ốc lề cửa là nguyên bản, chưa có dấu gọi là đâm đụng tai nạn ngập nước nên là anh em yên tâm về vấn đề đâm đụng tai nạn ngập nước. Còn máy anh em mình mua về có đổ xăng là đi thôi, còn máy thì nổ rất êm, máy nổ thì thầm nha anh em. Đấy. Đèn phía trước là đèn bi rồi đầy đủ nè, đèn bi rồi đầy đủ, máy 0.4 thôi nè, máy có 0.4 thôi, máy nổ êm, chạy êm, phone số máy nhảy ngọt, tay lái nhẹ nhàng, tay lái chỉ lực điện, cabo rồi còn đẹp kinh khủng luôn này, chỉ là nguyên si này, xe thì có sơn lại anh em, sơn lại nha, nguyên bản của em nó màu đỏ đô nha anh em, chứ không phải là đỏ tươi như này đâu, còn xe của sơn lại là bình thường anh em, người ta thích người ta sơn lại thôi, miễn nó đẹp là được anh em ha. Máy móc là nắp dàn cò ra rồi, còn máy dưới là riêng nha anh em. Đấy. Máy móc chạy nổ rất là êm, ngon. Con này đi có lợi xăng đó nè, 0.4 lợi xăng tầm 6 lít, 7 lít trên 100 cây, đón cái bộ đi. 6, 7 lít trên 100 cây, bị Huế chính chủ. Đấy. Anh em yên tâm. Có xi nhanh gương tích hợp, xi nhanh gương đồ đầy đủ, lên bật đèn anh em. Lên bật đèn rồi tắt máy đi. Đèn bi nè, đèn bi đi ban đêm sáng lắm. Bật xi nhanh đi. Xi nhanh, xi nhanh chạy đủ nè. Ok, tắt đèn, tắt máy. Hyundai Accent nha anh em. Đấy, 2011 tự động nha. Giá thì hợp kỳ hợp lý luôn. Đó, lên clip đồ hết rồi, thể thao hết rồi anh em ha. Mâm đồ thể thao này. Lốp láp còn đẹp nha anh em, lốp anh em nhìn này. Đó, lốp này. Còn khá là dày ha. Mâm cũng sơn lại. Phối lại tông đỏ đen rất là đẹp. 248 triệu anh em, anh em nào cần alo ngay cho em nha. Đấy. Giá em bán 258 nhưng mà đầu năm, đầu tháng lọc lá cho anh em mình nhanh nhẹn may mắn. Còn 248 anh em ha. Đấy. Anh em nào thiện chí em sẽ lọc lá thêm cho anh em, nếu cho anh em vào xem xe chạy về em sẽ lọc lá thêm cho anh em. Đấy. Gầm bệ em nó đây nè. Gầm bệ này, đấy, gầm bệ đẹp nha. Cái dòng này thì gầm nó còn mới ken à. Chưa có dấu gọi là mục mọt đâm đụng nước gì đâu. Ừ.
gầm bệ là còn đẹp lắm, chưa có dấu gọi là đâm đụng tai nạn ngập nước đâu, nên là anh em yên tâm. Phong dáng em nó anh em thấy không? Thể thao đẹp cực kỳ, anh em nào mà thanh niên trẻ trung mua con này về đi rất là ok luôn đấy. Honda Accent nha anh em, dòng này nó lành lắm, lành cực kỳ lành luôn, chạy không thua gì Vios nha anh em đấy. Thế máy lành tính cực kỳ, bền bỉ cực kỳ, dòng nó lành đi rất là sướng. Anh em nào thích thì vào xem xe trải nghiệm chạy thử anh em ha. 258 bữa anh em còn 248 nha. Đấy. Lọc lá cho anh em 10 triệu đầu năm đầu xuân nha. Đấy. Anh em có cần yêu cầu thêm, ví dụ như khi mà anh em mua em sẽ bảo hành cho anh em. Đấy. Mà anh em có yêu cầu vừa làm đẹp lại cho anh em thì em vẫn hỗ trợ anh em yêu cầu cho anh em làm đẹp lại. Đấy. Nói chung là làm theo sở thích. Đấy. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhiều hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.